Hello anh em, nay mình gấp mấy forensic xuống này tu nha anh em. Rồi. Mình đã gớt mấy pho xuống nha anh em. Đây. Thôi gớt xuống luôn. Dạ giờ tiến hành mình gớt xuống, tiến hành mình gãi ra hết nha anh em. Mình quay chi tiết cho anh em xem một phần máy một lần nữa, xong rồi mình sẽ làm gãi nha. Xong quay ấn sau một cái này. Cái phần này là phần bố ly hợp nha anh em, được gọi là bố nồi cũng được đó. Còn này là cục cái cốt nằm đây nè, mình tháo ra rồi. Đây ông nhỏ không? Đây phần hộp cụ chì và cái thơ và cục ABS với hộp số nha. Thì tiến hành mình gãi ra nhanh em. Nổ máy luôn nha anh em.